Chào mừng các bạn đến với kênh Bò Củ Chi TV. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một bộ mẹ con cái xin đúng gốc năm hộp luôn các bạn. Đây, bò mẹ ăn uống rất giỏi nha. Xe mặt xe lưng bò mẹ nghiêm chỉnh nè các bạn. Xe mặt xe lưng bò mẹ nghiêm chỉnh nè. Đó, bò mẹ cao 1m27 bò các bạn. Mẹ cao 1m27 bò. Chữa 4 tháng 3 bê, bao chữa bao khám. Chân móng đi hoàn thiện các bạn. Chân móng đi hoàn thiện nè. Rúng nghiếm đồ nghiêm chỉnh. Bò mẹ dẫn cái xin lứa nhì, chữa 4 tháng 3B, gần 4 tháng 3B lứa 3. Anh em là mua một bộ mẹ con này thì chủ báo giá là 30 triệu, còn mua lẻ là bò mẹ 20 triệu, con 10 triệu các bạn. Giá cực kỳ sinh viên luôn. Cái xin tơ 10 triệu, bò mẹ chữa 4 tháng 3B 20 triệu. Mẹ bao chữa bao khám, cao 1m27 bò. Cái xin con cao thiếu đủ 1m1 bò. Hai mẹ con quyền bò hết các bạn, không lan giá chỗ nào nha. Quyền bò hết, không lan giá, chân móng hoàn thiện hết các bạn. Chân móng thì hoàn thiện hết. Bộ mẹ con này thì chủ báo giá là 30 triệu một bộ nha các bạn. Còn lẻ là cái xin tơ là 10 triệu. Mẹ chữa 4 tháng 3B là 20 triệu. Mẹ rúng yếm đồ sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Con cũng vậy, rúng yếm sái tích nghiêm chỉnh hết. Đây, cao khi đủ 1m1 bò nè các bạn. Cái con khi đủ 1m1 bò nè. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh nè. Mẹ nè. Mẹ sái tích nghiêm chỉnh nè, cao 1m27 bò nè, chữa 3B 4 tháng nè, âm chữa lứa 3 nè, dẫn cái xin lứa nhì nè. Giá bộ mẹ con này chủ báo giá là 30 triệu các bạn, 30 triệu. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn, và xin được báo giá lại bộ mẹ con cái xin chủ báo giá là 30 triệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.